Thưa quý vị, là dự án trọng điểm của thành phố, tuy nhiên nhiều năm qua, tuyến đường trục 1 Tây Bắc tại quận Liên Chiểu vẫn kéo dài chưa thể hoàn thành bởi vướng giải tỏa không thể thi công. Theo chỉ đạo của thành phố, từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu đang tập trung cao độ để sớm giải quyết dứt điểm ngẽn này. Đây là vị trí nút giao thông trục 1 Tây Bắc quốc lộ 1A, ngay vị trí cổng vào khu công nghiệp Hòa Khánh. Dự án khởi động đã nhiều năm nay, nhưng mới đây mới có thể triển khai thi công bởi vướng giải phóng mặt bằng. Gia đình thì trước mắt là chấp hành, chứ không có nói gì hết, cho nên tháo dỡ, rõ ràng rồi. Dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc gồm đoạn từ nút giao thông ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao quốc lộ 1A đến đường sắt. Có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 692 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, triển khai kéo dài dẫn đến trượt giá đền bù, buộc phải nâng tổng mức đầu tư lên 966 tỷ đồng. Sau thời gian dài ngưng trệ, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, quận Liên Chiểu liên tục tổ chức tiếp dân, cũng như triển khai các đoàn đến từng hộ dân để giải thích vận động người dân sớm bàn giao để dự án thi công đảm bảo tiến độ. Trước hết là vị trí nút giao thông quốc lộ 1A. Hiện nay thì Hội đồng Chấp hành bằng quận cũng đã tổ chức vận động người dân, dự kiến sẽ giải tỏa đầy bù dự án này trong tháng 5 năm 2023. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã vận động người dân bàn giao mặt bằng, trong đó còn 2 trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Thì nếu trong trường hợp mà hộ dân không đồng ý, không đồng thuận, chúng tôi sẽ tổ chức xử lý hành chính. Thì tại tinh thần 10 tháng 5 có mặt bằng là nhà thầu sẽ đưa ban lý chế độ nhà thầu đưa thi công cốt mũi và chở đất thừa đi và thi công cái cáo đồ, cái cáo đường và thi công cái nút thì trong vòng một tháng là sạc. Vì tiêu chuẩn của cái đường là hắn cái nút này là cấp cơ A1, cái này không thể thi công nâng cưa được. Còn vì cái nút thì hắn chiều dài hắn cũng hòn hẹp, trong vòng 150 m đổ lại là thi công lưu làng phải liên tục. Chứ không thể mà thi công lưu làng mà răng cưa được là cái tiêu chuẩn về kỹ thuật không đảm bảo. Theo quyết định số 776 ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, mốc thời gian hoàn thành của dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc vào cuối tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, thực tế dự án sẽ khó về đích bởi ngoài vị trí nút giao thông ở trên thì khâu giải phóng mặt bằng hiện vẫn còn vướng ở nhiều đoạn tuyến khác. Cụ thể, còn khoảng 900 m chưa thể thi công, bởi hiện hơn 130 hồ sơ vẫn chưa bàn giao mặt bằng.